Ôi tiểu rồi. Trời ơi. Ẩm vậy luôn nè. Ông ẩm để lên kia kìa. Đấy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Long của huyện Thanh Bình. Một cái cồn nhỏ của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp á cô bác quý anh chị. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị là một cái ngôi nhà sàn. Thì được một số người dân giới thiệu. Thì trên ngôi nhà này có một cháu bé năm nay khoảng tầm 7-8 tuổi gì đó, nhưng mà bị bệnh rất là ngặt nghèo và ba mẹ lại bỏ đi. Đây thật hư như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về hoàn cảnh của người ông phải nuôi một người cháu như thế này. Dạ con chào ông. Dạ. Dạ. Ông qua đây ngồi đi ông. Ô nhà sàn mình mát quá ha ông ha. Dạ. Ông tắt cái gió đi con không sao. Ôi ơi, em cho con đeo cái này với. Dạ. Đây là cháu của ông hả? Dạ cháu nội. Cháu nội. Dạ. Ông qua đây ngồi đi, ông qua đây ngồi đi. Con qua đây cho dễ. Trời ơi. Mấy tuổi rồi ông bé tên gì? Nó tên Đào Thị Thị Linh. Gái hả? Gái. Trời ơi. Hôm nay là 7 tuổi rồi đó, người ta học lớp 2 thôi mà nó sẽ thanh lược nó, người ta nó nằm vậy hoài đó, người ta học lớp 2 rồi đó. Trời ơi. Đụng tay chân nè. Dạ nó bị suy dinh dưỡng hồi đẻ ra đó. Dạ. Đi ở ngoài mà Sài Gòn đi kêu cái gì ấy trẻ trẻ nè, là đi hai lần nó ngoài người ta đồng, được bệnh viện di động một của đồng hai đó. Dạ người ta nói sao không? Rồi người ta nói giờ trị không được. Nói bị bệnh gì? Dạ bị suy gì liệt thần kinh gì đó, thành ra dò tay không phát triển được đó. 7 tuổi rồi đó mà làm như là bé lên ba đó. Ừ phải mà nói như ta giờ tôi ảnh đâu có nổi. Nhờ nó nhỏ tôi có ẩm được đó. Trời ơi. Ông là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 75 rồi. 75 tuổi. Dạ. Rồi ông có bao nhiêu người con? Là 5 đứa. Dạ. Bé này là con của? Con thằng Thư Út. Thư Út. Dạ. Tên gì quên, con quên rồi. Anh Đào Thị gì? Đào Văn Tấn Hùng. Bé tên nhỏ này hả? Dạ. Nhỏ này là Đào Thị Thị Linh. Thị Linh. Ừ. Một cháu gái 7 tuổi mà cái xương chân của cô bác của anh chị chỉ toàn là xương thôi nè, teo cơ luôn rồi. Teo cơ luôn. Ôi ơi, là nằm đó giờ nằm không hay nằm sao không? Không cho dạ. Ăn cũng nằm thì cũng nằm đâu phải chứ, cho ăn là thả cái này ăn rồi tôi mới cho ăn rồi tôi thấy giọng tôi đưa tối ngày vậy đó. Nói chuyện được không? Không không, khóc thì khóc chứ cũng dữ lắm. Dạ. Mà không có nói chuyện được. Dạ. Ba mẹ có Thị Linh đâu? Sanh đó đâu dài 3 tháng gì cái đi qua thành phố ngoại trị không được rồi cái vợ nó mới thôi đi. Bỏ nó đi. Vợ là ở đâu? Vợ nó thì gốc gác ở trong Thông Bình đó. Dạ. Rồi nó đi ra ngoài đâu thành phố gì đó nó làm ở ngoài thành phố rồi cái nó có chồng rồi. Còn rồi. Còn anh Hùng đâu? Ông. Hùng thì nó đi mần muốn cái thằng nữ á, 2-3 bữa nó mới về. Dạ. Tôi ở đây tôi giữ nè. Dạ. 2-3 bữa nó mới về nó đem đồ ăn về cho tôi với nhỏ này ăn nè, rồi cái đi nữa. Anh Hùng với lại chị là có bao nhiêu người con? Có một bé là Thị Linh. Có mình nó đó, sanh có đứa một lần thâu luôn đó. Ồ gặp bệnh là bỏ đi luôn hả? Sao vì ác như vậy? Thì ra ngoài chị không được rồi về nó bỏ nó đi về đi luôn. Là năm nay là anh Hùng là bao nhiêu tuổi không? Anh Hùng cũng ba mấy rồi đó mà không, tôi không nhớ. Con vợ? Vợ nó cũng nhỏ hơn nó 2 tuổi à. Rồi ngày đó giờ bỏ đi có về thăm bé không? Không, hồi đó giờ không có. Hồi trước á thì nó gây trước tôi mần ở trên Hồng Ngự, nhỏ này xanh ở trên Hồng Ngự ngang. Mà nó thâu vậy thì nó cũng chưa có đi đâu làm được, nó cũng lẫn quẩn ở trên Hồng Ngự mà nó cũng không có gửi đồ cho nhỏ này không vậy đó. Hồi đó giờ là không có biết mặt con nó ra sao, là biết hồi nhỏ thôi. Phải chứ biết vài tháng rồi vợ đó. Lúc đó thì đẻ ra thì bé được bao nhiêu ký không? Tôi cũng không có rành nữa. Dạ. Yeah. Thì chắc nó cũng nhỏ xíu rồi, thành ra bây giờ nhỏ này giỏi chừng 8-9 ký chứ vậy. Sao mình độ chứ tôi ẩm nổi. Ẩm cũng nha, ẩm đi không được chứ ở nhà là tới luôn được chắc cũng cỡ 8 ký, chục ký trở lại à. Ăn uống gì được không?
nó ăn thì cái này nãy tôi đút cũng chén đó đó. Chén này đó hả? À, cơm mỡ hả? Không, cái này là tôi nấu canh khoai mỡ. Sáng cho nó ăn cháo rồi hết nên chén, rồi giờ này cho ăn cơm rồi đó. Rồi cái chiều 3 giờ cho nó ăn cơm nữa. Mà mọi cái sinh hoạt là tiêu tiểu hay sao không? Tiêu tiểu thì nó tự nó bận đêm mình ngủ mình bận tả. Rồi nó tiêu tiểu gì trong tả, còn ngoài ngày để vậy nó tiêu thì cũng trong cái quần đó mình đi vệ sinh cho nó. Dạ. Yeah. Chứ nó đâu có biết nói gì đâu. Gầm nè, cái chân nè cô bác của anh chị. Là ba là mày đi mấy ngày mới một tuần mới về một lần hả ông? Ừ, hai ba bữa không chừng, một tuần không chừng nữa. Ba làm nghề gì? Đi làm mướn. Làm mướn nhưng mà phụ gì ông? Làm ba chở gà dùm cho người ta đi bỏ mối đó. Gà người ta mặc gầu đó rồi cái nó chở đi bỏ bạn hàng á. Dạ. Đi mượn bằng đêm không à? Dạ. Mỗi tháng được nhiêu không? Tháng được 6 triệu. Ông ngự tháng 6 triệu. Dạ. Rồi gửi cho ông là bao nhiêu tiền? Nó hả? Nó cái này nó không có gửi gì trơn, nó mua đồ thì kia cho ăn là điện nước này kia rồi nó đưa chứ không có cho tôi. Chúng thứ cho 5-70 rồi xài ngày chứ nó là lo ăn không à. Rồi hai ông cháu mỗi một ngày là xài bao nhiêu tiền? Hai ông cháu hả? Theo xài là chắc ngày là tà điện thì chắc cũng 40-50. Cũng như sáng rồi ăn cháo nhà đó, rồi ăn cháo bây giờ thì khác, uống cà phê đi, uống cà phê ở nhà không có đâu, cũng đâu có uống cà phê mà tiện. Bà mất hay còn không? Bà mất rồi tôi mới khổ đó, bà mất rồi đó. Bà đấy hả? Hồi trước thì ngay mà có bà thì tôi đi làm này kia được, rồi bà mất năm nay là cũng bà, 2 năm rồi. Khi cô bác anh chị bà mất rồi. Dạ, thành ra bây giờ tôi không có đi làm được, có thằng đó nó đi sinh hoạt đó. Bà nó mất lúc bao nhiêu tuổi không? Bà mất 69, năm nay là 71 rồi. 2 năm mà. Ừ. Lúc mà còn bà thì ông đỡ hơn ha? Đỡ đi thì tôi còn đi làm này kia được. Dạ. Bà giữ rồi tôi đi làm. Dạ. Hồi bà mất tới giờ là tôi giữ nó không. Rồi bây giờ ông có làm ruộng làm đất vườn gì không? Có mấy công mà chia cho đứa công hết rồi tôi còn có công một. Rồi giờ mấy nhỏ nó lên vườn chia cho đứa công á. Dạ. Rồi ông lên vườn làm trồng mít hay sao? Cho mấy nhỏ rồi mấy nhỏ lên vườn chứ tôi cũng không có lên vườn nữa. Tôi có chút xíu thôi sao cái gò nè. Dạ. Chứ cái này là cũng cái đất của tôi mà thằng này nó hồi đó tôi ở đây nông ngữ tới nó nói với này trồng xài nè, còn đất ở tổng thì chia ra hết rồi. Con cái mỗi người miếng hết rồi. Rồi cái tôi còn cái gò sao nữa, tôi trồng đủ 20 cái mít nha. Dạ. Con này là cũng của tôi ha, đất này cũng như tôi để là đất hiệu quả. Con cháu ai cũng cất nhà cất, rồi thành ra thằng này là chưa ai cất nhà cái nó mới trồng xài nè, rồi ai nữa cất thì cất. Dạ. Nhưng mà ông là hiện nay là không làm ra tiền luôn? Không có làm ra gì đâu. Mỗi một ngày uống cà phê là 50 ngàn, vậy tiền đâu ông uống? Thì bởi vậy nhờ cái mà nói ai nhỏ này nó cũng lãnh được vài trăm đó. Tiền gì không? Nhà nước á, nhà khuyến tật đó. Dạ. Nhờ cái đó. Dạ. Lãnh được năm mấy đó. Dạ. Nhà nước ở đó, nhà nước cấp đó nghe. Dạ. Mọi cái sinh hoạt gì không biết hết. 7 tuổi mà làm như là đứa bé lên 3 vậy, không được lên 3 luôn á. Mà nó ngại ai quen lại cái nó dòm nó cừ. Nó có, biết kiểu mà ngạc nó nói không được. Có trị bệnh gì ngoài việc đi nhi đồng nữa ra thì từ đó giờ mình không có đi khám nữa không? Không, có cái nó bị ghẻ là hôm ngày tôi chở nó đi thầy tư mua để thuốc cho sức ghẻ nó này kia là thầy tư chứ không có đi mà bác sĩ. Như thế này thì ông cực dữ không? Thì tối ngày vậy đó. Có đi ra mặt đâu được, lại nếu mà nấu vô nấu cơm thì phải thả nó xuống đây. Phải thả giá chứ nằm giỏng cái lóc lóc hậu lớp cái đục. Nó thành ra sợ bể đầu ra tôi vô nấu cơm đó, là tôi để nằm dưới nè. Dạ. Rồi cái nấu cơm rồi cái là tôi cúng bả này kia rồi ra tôi đút rồi để dưới này đút rồi cũng thả giỏng đưa tối ngày đó. Vui động giỏng đó tôi đưa nó tối ngày. Ngày bè mẹ của thì Linh này bỏ đi là không nói một lời nào luôn? Không quay lại cấp dưỡng luôn?
mà tòa án á, thì hồi hồi ra tòa án thì tòa án biểu phải cấp dưỡng một tháng là mấy trăm ngàn đó nha. Rồi nó đi tới giờ luôn rồi ai có gặp mặt nó đâu mà thưa kiện gì nữa. Ông buồn dữ không hả? Ông thấy ông thấy là buồn cho buồn chứ, thấy tuổi thấy nhỏ này vậy mà mẹ nó đi nữa thì thấy là tuổi cho cháu nè. Dạ. Bây giờ nếu mà tôi mất rồi là đợi thằng con tôi nó khổ nữa. Đó. Tôi còn sống rồi tôi còn giữ nó rồi, rồi tôi mất rồi nó hết đi làm, nó đeo nhỏ lại nó hết làm được. 75 tuổi là phải nuôi 7 tuổi. Dạ. Đúng ra là trong giấy là 76 đó chứ không phải 75. Mẹ bỏ đi là lúc khoảng mới sanh à. Mới sanh vài 3 tháng đó. Là ông nuôi đến nay là 7 năm rồi. Bà nuôi nha, bà nuôi rồi tới 2019 bà mất. Thành ra là 2020-2021 rồi tới tôi đó. Trời ơi, con mình là thầy Linh, con cháu ông là có bé nào giống vậy nữa không? Không, không có, có mình hả? Thằng Út này có thôi, kia mấy đứa kia không có đứa nào có đâu. Có mình thằng Út mà tồn tại, Út vậy mà. Nhưng mà thấy gương mặt thì vẫn lớn, nhưng mà cái cơ thể phần ở dưới này nè. Ừ. Ông cho con coi cái bệnh án của bé được không? Cái bệnh án hả? Bây giờ giấy tờ giờ tùm lum bỏ hết trơn, tôi có biết đâu. Dạ. Bả hồi đó bả cất rồi giữ, bả bỏ rồi tôi đâu có gành vụ đó, nó ngay không có gành. Tuổi như ông là tuổi về hưu mà bây giờ ông phải quay ngược lại giữ cháu bị bệnh tật như thế này. Ừ. Bởi vì đâu có đi đâu được đâu, tối ngày không có đi đâu được. Đáng thiệt là mời là gửi không chứ tôi không có đi đâu được. Đi ra đường cũng không được, đi đâu có ai giữ đâu. Tối ngày gì không á. Mà ban đêm mà tôi thả vô trong bụng mà không có tôi vô bụng nó khóc. Ông ngẫm lên hả? Ừ. Đâu ông ngẫm cho con xem được không? Được sao không? Ôi tiểu rồi. Ừ. Trời ơi. Ông ngẫm vậy cơ nè. Ờ ông ngẫm để lên kia kìa. Đấy hả con? Đấy rồi. Đây. Ông phải hàng ngày ông phải các sinh hoạt của Linh đều ông phải làm hết cô bác của anh chị. Rồi gạo Linh mới tè ở đây, ông phải làm luôn cái công việc này. Ừ, ỉa cũng vậy, đấy cũng vậy, quần áo tôi cũng đủ giặt không chứ ai giặt. Để ông thay mặc đồ cho Linh xong đi, mình quay cho cô bác của anh chị xem cái ngôi nhà của ông là cô bác của anh chị. Nói chung là hết nuôi con thì chuyển sang nuôi cháu. Nhà này nó ngay nó cũng lâu rồi, nó cũng mục hết rồi, nhà tôi lập thiết lợi đó. Dạ. Mới lập thiết lợi đó. Với một cái tình thương tràn trời thì ông mới có thể nuôi được. Dạ. Tại vì sức khỏe của ông cũng yếu rồi. Ốm vậy chứ không có bệnh hoạn nữa. À. Thì không biết là già rồi tới trường thuộc lúc nào mình không biết ha. Dạ. Không ngồi được luôn, chỉ nằm thôi. Nằm không à? Thấy cảm thương ghê á. Đâu cũng có ẩm không á. Ông có một cái ước mơ gì không? Có phép diệu kỳ nào cho Linh khỏe? Ước mơ gì giờ là tôi thì ngay. Tôi ước mơ gì là nếu mà ở ngoài mà có ai mà giúp đỡ tiền bạc cho tôi nuôi nhỏ này nữa rồi. Bởi vì kinh tế tôi thì nó ngay nó không cũng thiếu hụt. Nhỏ thì mần lương coi với lớp đầu, nhà trọ này kia rồi đã nó cũng không còn nhiều. Anh Hùng có vợ mới chưa không? Không, tới giờ chưa có vợ luôn. Chứ phải nó có vợ thì tôi cũng đỡ nữa. Mà gặp có con nhỏ vậy chắc phụ nữ không dám chắc vô. Chắc không ai dám vô rồi. Vô tối ngày giữ cái nhỏ này sao được, phải vô phải không? Vô dạ. Người ta phải sung sướng gì chứ vô cực khổ ai vô. Linh ơi. Kêu nó nghe nó biết thế nào. Linh.
chụp hình nữa con, chụp chào hình con nha, chụp hình nha, chụp hình cười lên ơi. Chụp hình đó, cười lên ơi, chụp hình con. À, đi cũng gặp rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà để mà ông thì nuôi một người cháu mà cô đơn một trong một cái căn nhà như thế này á thì cũng hiếm hoi, mà thấy khổ thiệt luôn á. Dạ. Yeah. Có biết gì đâu, mỗi chi sinh hoạt ăn uống đều phụ thuộc vào ông. À. Một người già, một người một lớn tuổi thì lại ông, người ông lớn tuổi thì bị bệnh, còn bé thì lại cũng bệnh luôn. Dạ. Yeah. Thấy hẩm hiu quá em ha. Bởi vậy không biết nói gì luôn á cô bác anh chị. Mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau thì lại gặp những cái trớ trêu về số phận khác nhau, và đặc biệt là đây là cái hoàn cảnh của Linh nè. Thì cũng còn chắc có lẽ là gặp rất là nhiều hoàn cảnh nhưng mà không biết như thế nào nữa. Dạ. Nói chung là chia sẻ được phần nào thì chia sẻ. Hôm nay thì đến nhà ông được tình cờ được mọi người giới thiệu. Thì con thì không có gì. Chỉ mong là video clip này lên, mọi người có thể cùng ông chung tay chia sẻ một phần nào khó khăn về kinh tế. Dạ. Thì hôm nay đến đây thì con thay mặt cho anh được ở Hồng Ngự. Dạ. Gửi cho ông 1 triệu đồng. Dạ. Để ông có thể mà mua thức ăn, thức uống, mua sữa rồi cho bé. Yeah. Ha. Thì hôm nào con sẽ thăm lại bé Linh nữa. Dạ. Yeah. Con gửi cho tôi cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu tôi. Rồi ông cũng phải, ông phải nuôi bé, ông không cũng phải giữ gìn sức khỏe của ông luôn. Dạ. Yeah. Vậy tôi bệnh cái là khổ đó nữa chứ. Dạ, yeah, ông mà lao lực quá mà ông bệnh là khổ nữa. Thôi cô bác anh chị quay về clip hoàn cảnh của bé Linh như thế này nè cô bác anh chị. À, 7 tuổi rồi nhưng mà bé thì chân tay á cứ nhỏ xíu, hầu như là một đứa trẻ lên 3 vậy đó. Mọi cái sinh hoạt đều phải nhờ người ông của mình hết. Và hôm nay đến đây thì cũng mong video clip này sẽ được cô bác anh chị cùng chia sẻ một gánh nặng với lại một người ông 75 tuổi phải nuôi một người cháu 7 tuổi như thế này. Mặc dù rất là khó khăn vì vất vả về sinh sống nhưng ông thì vẫn vui vẻ để mà nuôi cháu mình. Chỉ thương tội cho bé Linh là nhỏ tuổi như thế lại mang bệnh ngặt nghèo mà lại không có tình thương của mẹ. Thì con đến đây thì con thay mặt ông được trao cho ông và ông chia sẻ với ông. Thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh. Xin chân thành cảm ơn anh Được ở Hồng Ngự đã luôn đồng hành cùng kênh với em để chia sẻ tiếp về cái hoàn cảnh của ông. Rồi chào ông, con chào ông nha. Rồi chào Linh nha. Chào con. Cười coi. Không cười luôn rồi. Chụp hình đó con. Cười. Chụp hình, chụp hình đó. Mặc dù là ông già nhưng mà nụ cười con vẫn ở con trên môi mỗi khi mà người cháu mở nụ cười. Dạ. Rồi thôi con chào ông nha. Gắng giữ gìn sức khỏe nha. Yeah.